Tâm sẽ chia sẻ với mọi người về những cái nguyên nhân mà dẫn đến là trẻ bị ho, tại sao mà mãi không khỏi. Đây là những cái nguyên nhân cũng như là cái cách để chúng ta có thể phòng được mà được chia sẻ từ những cái bác sĩ của bệnh viện Vinmec nhé. Và Tâm hy vọng rằng video này hữu ích với tất cả mọi người. Đừng quên cho Tâm một like và subscribe với kênh YouTube của Tâm. Ấn vào hình quả chuông để nhận những thông báo sớm nhất về những video mà Tâm up lên. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu nào. Vậy thì tại sao trẻ lại bị ho kéo dài? Và ho kéo dài là như thế nào? Ho từ trên 7 ngày, tức là một tuần thì gọi là ho kéo dài. Và tại sao trẻ lại bị ho kéo dài? Thông thường thì nguyên nhân dẫn đến cái việc mà trẻ bị ho kéo dài đến từ cái việc là trẻ bị viêm cái đường hô hấp trên. Đường hô hấp trên của chúng ta thì tính từ cái phần cổ họng này của chúng ta trở lên đến phần khoang mũi và tai thì gọi là viêm đường hô hấp trên. Còn từ cái ống khí này, ống phế quản này và là phổi của chúng ta thì sẽ nói là đường hô hấp dưới. Và phần lớn những cái nguyên nhân khiến cho trẻ ho kéo dài thì đến từ việc viêm đường hô hấp trên. Ngoài ra thì cái việc ho kéo dài của trẻ có thể do bị viêm đường hô hấp dưới, ví dụ như trẻ bị viêm phế quản, hen suyễn, hen tiểu phế quản, viêm phổi chẳng hạn, thì đó là những cái tình trạng là bị viêm đường hô hấp dưới. Ngoài ra một số những em bé bị trào ngược dạ dày thực quản thì cũng gây ra cái tình trạng là trẻ sẽ bị ho kéo dài. Và đặc biệt là cái trường hợp là trẻ bị trào ngược dạ dày thực quản thì thường là khó phát hiện hơn. Các bác sĩ nếu mà khám không kỹ thì họ có thể bị nhầm với cả những cái nguyên nhân khác. Và đối với những trẻ mà bị ho kéo dài do trào ngược dạ dày thực quản thì cái tình trạng mà bị ho sẽ trở nên nặng hơn sau khi mà bé ăn xong, khoảng từ 30 cho đến 60 phút, hoặc là sau khi mà trẻ nằm xuống và buổi đêm trẻ bị ho thì có thể nghi ngờ rằng là trẻ có thể bị bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Và một số những cái nguyên nhân khác như là trẻ bị ho gà. Ho gà thì là do cái cơ thể bị nhiễm khuẩn, sau từ 5 cho tới 10 ngày bị nhiễm khuẩn thì cơ thể sẽ bị ho kéo dài và bị sốt do ho gà. Hoặc là một số trẻ có bị một số những cái dị tật ở trong cái đường thở, tức là trong cái quá trình ăn uống hoặc là chơi đùa thì trẻ mắc một cái dị vật nào đó vào trong cái đường thở và dẫn đến cái trường hợp là trẻ bị ho kéo dài. Vậy thì có cái cách nào để có thể phòng cho trẻ để chống lại cái việc ho kéo dài không ạ? Thì có một cái điều rất là đáng mừng, đó là Tâm lấy ví dụ trong cái thời gian mà nghỉ dịch Covid lần trước, khi mà còn bị cách ly xã hội thì hai bạn nhà Tâm, các bạn ý rất là chăm chỉ rửa tay, ăn uống sau khi đi vệ sinh và trước khi ăn thì rửa tay rất là sạch. Và kéo một cái điều rằng là khi mà chúng ta rửa sạch tay như thế thì cái khả năng bị nhiễm vi khuẩn virus qua cái đường tay của chúng ta nó đã giảm bớt đi rồi, và các con sẽ giảm được cái khả năng bị nhiễm vi khuẩn virus cũng như là nấm mốc, thì cái khả năng mà con bị ho kéo dài nó cũng sẽ giảm đi. Và chúng ta cần phải cho trẻ ăn uống đầy đủ các chất dinh dưỡng để con có được một cái sức đề kháng rất là tốt. Đối với những cái trẻ mà biếng ăn sinh lý hoặc là biếng ăn bệnh lý thì mẹ hoàn toàn có thể bổ sung thêm những cái loại vitamin, những cái loại dưỡng chất từ những cái nguồn thực phẩm chức năng khác. Và để có thể hạn chế cho trẻ bị ho kéo dài thì khi mà đi ra đường, bố mẹ chú ý rằng đeo khẩu trang cho các con. Hiện nay thì cái chất lượng không khí nó cũng không được tốt. Thỉnh thoảng thì cái chỉ số AQI là chỉ số chất lượng không khí ở Hà Nội nó đã lên mức cảnh báo đỏ, tức là mức mà có thể gây nguy hại cho những cái nhóm người kể cả có sức khỏe tốt, chưa nói đến là nhóm trẻ em và người già thì nó sẽ còn gây nguy hại rất là nhiều. Thế nên là khi mà bố mẹ cho con đi ra đường, hãy sắm cho con một chiếc khẩu trang có khả năng lọc bụi mịn PM2.5 để có thể ngăn cản được khói bụi cũng như là các cái nguồn lây nhiễm vi khuẩn virus từ bên ngoài và trong cơ thể của các con. Và cái việc mà cho trẻ vận động bên ngoài, hạn chế sử dụng điều hòa, bởi vì cái việc mà chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong phòng với cả bên ngoài phòng gây ra cái phản ứng là sốc nhiệt, và cái việc là cơ thể của con chưa kịp thích nghi với cả cái môi trường bên ngoài là cái cơ hội để cho vi khuẩn virus tấn công cơ thể con và gây ra cái tình trạng là bị ho kéo dài. Và trẻ con thì khi mà đi học sẽ rất dễ lây nhiễm chéo từ những cái bạn khác. Thì những cái bạn mà bị bệnh thì bố mẹ nên
cho con ở nhà tự chăm sóc để cách ly với tất cả những cái bạn khác. Vậy thì một cái cách nữa để chúng ta có thể chăm sóc các con tốt trong cái thời gian mà con bị ho kéo dài là gì? Trong cái thời gian mà con bị ho kéo dài thì bố mẹ chú ý rằng hãy nên cho con sử dụng thêm, uống thêm nhiều nước để làm loãng cái đờm của con ra, để con giảm cái khó chịu, để tống cái đờm này ra được sớm. Và bố mẹ có thể vệ sinh răng, miệng, mũi, họng của con một ngày khoảng từ 2 cho đến 3 lần sạch sẽ, cho con ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để bổ sung chất dinh dưỡng, và có thể sử dụng những cái loại thảo mộc để giúp con có thể giảm được ho, đặc biệt là các loại thảo mộc đến từ húng chanh này, đến từ quất này, đến từ kha tử, hay là đến từ cao lá thường xuân khô. Đó là những cái loại thảo mộc mà rất là lành tính và khiến cho con có thể thông thoáng cái đường thở, thở dễ hơn và giảm bớt các triệu chứng ho và không bị phụ thuộc vào thuốc, giống như là việc là trẻ sử dụng thuốc nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của Tâm. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.